bao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vâng. Chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu cả nhà khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Quý vị và các bác, chúng ta vừa được nghe một đoạn nhạc mà đến từ cặp loa LS750, cặp loa JBL. Vâng, cặp loa này em đã có video giới thiệu khá là kỹ ở trên kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em rồi. Và cặp này là cặp trưng bày. Hôm nay thì em giới thiệu sơ qua một chút xíu. Và cặp loa này thì hôm nay em thanh lý cho quý vị và các bác nhé. Vâng, đầu tiên là cái căng thép không gỉ và sơn sần màu đen quý vị nhé. Sơn sần màu đen và cái căng thép không gỉ. Khi quý vị và các bác nhìn vào cặp loa này, các bác có thể thấy một cái sự khỏe khoắn, đúng không ạ? Cực kỳ là khỏe khoắn. Và ở phía dưới chân này này, đây các bác, đấy, dưới chân này. Nếu mà quý vị và các bác mà nhà hay ẩm, hay bị ẩm hay là hay bị nồm thì các bác cũng không phải lo gì cả, bởi vì ở phía dưới này có một cái chân này này, phía dưới này có một cái chân và ở phía dưới nữa thì có chân cao su rồi các bác nhé. Hai lỗ thông hơi nằm ở phía trước. Đấy, được các khí động học, các nhà khí động học và các kỹ sư thiết kế hai lỗ thông hơi nằm phía dưới này. Rất cộng hưởng của một đại bát trung chép cho chúng ta một cái chất âm đánh rất là có lực. Đấy. Hai bát 25 quý vị nhé. Đây là hai bát 25 ạ. Đấy, hai bát 25. Đấy, hai bát 25 màng trắng quý vị nhé. Đấy, hai bát 25 màng trắng. Một là âm trung 16. Âm trung 16 này thì cái đường gân của nó màu đỏ quý vị nhé. Đường gân của nó màu đỏ rất là nổi bật. Rất là nổi bật. Còn trên này là một chép kèn. Với cặp loa này thì quý vị và các bác chúng ta có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc. Và cái chất âm của nó rất là hay, rất là trong trẻo và chi tiết. Âm trung 16 nó hỗ trợ cho quý vị và các bác những cái lời ca tiếng hát rất là trong trẻo và các bác hát karaoke rất là thoáng tiếng và thoát tiếng. Còn ở đây là hai bát 25, hai bát 25 thì một bát thấp và một bát cao rồi. Thế khi quý vị và các bác nghe nhạc hay là các bác hát karaoke thì tiếng bát nó rất là sâu. Đấy, tiếng bát rất là sâu. Còn ở phía trên này thì một kèn các bác nhé. Ở phía trên này một kèn thì cái giải chép của nó rất là tí tách, len keng lai cách cực kỳ là hay. Đấy. Và cặp loa này em đang thanh lý cho quý vị và các bác nhé. Thanh lý giá cực kỳ rẻ. Đấy. 3.500.000 đồng các bác nhé. 3.500.000 đồng tại cửa hàng. Chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. 3.500.000 đồng tại cửa hàng, chưa có phí vận chuyển. Đấy. Với cặp loa này thì quý vị và các bác hát karaoke cực kỳ là hay. Đấy, các bác xem phim rồi là các bác trưng bày, các bác nghe nhạc thì thôi rồi luôn. Với cặp này thì đảm bảo với lại quý vị và các bác nào nghe nhạc, bác nào chỉ cần nghe qua thôi là đã muốn mua ngay và luôn rồi. Nếu để mà quý vị và các bác nghe nhạc cặp loa này, nghe nhạc rất là mềm, nghe rất là sướng, những cái bản nhạc rumba hoặc là những bản bolero. Còn những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao thì cặp loa này nó sẽ cho ra cái chất âm rất là mạnh mẽ và bạo lực. Chi trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đau môi vẫn hay thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh chỉ về cùng non ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối.
giọng đưa em ơi. Tình tan vào, em bay theo gió mà tình bằng hoa trái ngang phù phàng.
loa này chỉ có 3 triệu 500 nghìn đồng giá tại cửa hàng quý vị nhé. Mọi chi tiết và các bác yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em, các bác đang muốn sở hữu cho mình cặp loa này, các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ, xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.